Chào các bác, mà buổi sáng em lên nhanh cho các bác một bộ dàn mini để phục vụ cho những bác nào mà thích kết nối với cả điện thoại máy tính nghe nhạc. Đấy thì có thể alo cho em để lấy cái bộ sản phẩm này. Ở đây thì em lên cho các bác là bộ FR155A của hãng Onkyo. Đấy, với một cái chất bát đánh sâu lực và tép rất là sáng. Đấy, đảm bảo cho người chơi có cái trải nghiệm rất là tốt và nghe chiếu phê được các bạn. Đấy. Loa được trang bị ở đây là bát 12 màng mà là màng carbon đó các bạn, màng carbon gân dòng gân cao su, tép dòng chép đom. Công suất trên loa là 70W một loa. Đấy. Đây. Đấy. Trở kháng từ trước là 5 ohm. Công suất của máy đạt 64W. Vâng. Điện 100V thì cái này có hết sức yếu cho em. AV con này nó có tới 2 4 6 cổng AV. Trong đó thì nó có 2 cổng ra, 4 cổng vào. Đấy, thoải mái để các bác cắm nhá. Hiện tại thì em đang chọn là cổng line phía trước này là 1. Đấy, các bác có thể chọn line 2 hoặc tape in hoặc là serial in. Ngoài ra thì nó cũng có cả đường quang ở trên, nhưng mà tuy nhiên thì em có thử quang lên tại thì mắt nó cũng kém rồi. Nói chung là quang này thì mắt kém rồi thì em bán phần chính là để các bác kết nối với điện thoại máy tính thôi. Đấy, có riêng cả đường sub up out này. Đấy, FM AM cầu loa. Đấy là về thông số kỹ thuật. Rồi, sau đây em sẽ lên nhạc các bác nghe thử luôn nhá. Đấy, các bác chỉ phải chuyển cho em về chế độ này. Đây, ở đây nó có input này. Chuyển về đúng chế độ live này. Ngay lập tức là nó sẽ lên nhạc nhá. Và bộ này thì em bán là không CD không MD nhá. Bán để cắm điện thoại máy tính. Anh quá nghèo đâu dám yêu em, đời trắng tay hạnh phúc chưa thành, cha mẹ già chưa cha hiền, anh còn một đàn em thơ đâu có gì giữ được tình ta, thôi cũng đành chôn kín trong tim để nỗi đau nhận lấy riêng mình, chỉ mong đời em thay đổi sau này gặp người giàu sang, anh chấp nhận tất cả vì em. Tình nghĩa đôi ta có duyên mà không có nợ nên mình phải cách xa. Trách chi ai, thà để em hạnh phúc bên người, sống trong giàu sang nhung gấm hơn là phần nghèo túng thiếu, thôi cam đành mất người mình. Dạ vâng, nó hay quá, lại cứ mãi ngồi nghe lại quên mất là đang quay video các bác. Đấy, vừa ngồi nhìn đường con lại vừa nghe nhạc lại quên mất. Rồi, đấy thì em cũng test chất âm cho các bác rồi nhá. Còn về kích thước của sản phẩm thì đây em sẽ đo cho các bác nhá. Đấy. Bát ở đây thì như em đã nói là bát 12 đúng không ạ? Đấy, đo đúng theo tiêu chuẩn của hãng. Còn vỏ loa thì là rộng là 10, rộng là 22 này. Đấy. À, em xin lỗi, sâu 22, cao 22. Và rộng của nó là 14 nhá. Rộng 13.5, rộng 13.5, sâu 22. Sâu tức là chiều sâu phía sau này, từ mặt loa tới 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 phần phía sau cầu loa ấy, là nó khoảng là 22.
và chiều cao là từ đáy loa đến đỉnh loa nó khoảng 22. Đấy, còn về cục thì công suất nó cũng như vậy. Về kích thước thì chiều cao nó cũng gần tương đương nhau. Đấy, chiều rộng thì nó sẽ là 15 và sâu nó sẽ là 34 tính kịch volume. Đấy. Thì đấy là về kích thước của sản phẩm, thông số kỹ thuật thì em đọc rồi, kích thước đo rồi, chất âm các bác nghe rồi, hình thức thì các bác nhìn thực tế rồi. Đấy. Thì mọi thông tin đặt hàng thì cứ gọi cho em qua cái số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 các bác nhá. Về giá của sản phẩm thì bộ này thì các bác chỉ bỏ ra mức giá là bao nhiêu ạ? Có 1.690.000 thôi các bác nhá. 1.690.000. Đấy thì bác nào mà chốt thì alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682. Mua những cái dòng này rất là lợi các bác nhá, lợi về độ bền, lợi về độ hay, lợi về độ thẩm mỹ nữa, nhìn cũng rất là đẹp. Đấy, hàng bãi thì tức là đẹp, đây là đẹp so sánh với hàng bãi nhá, mặt bằng chung của hàng bãi. Đấy. Vâng, xin chào các bác.